Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp Touring có giảm sóc đến từ thương hiệu Gian. Model của xe là XCR3500 các bác nhé. Thì xe này được trang bị bộ group chuyển động Shimano Alivio với 9 thằng líp và 3 thằng đĩa đạp, đùi đĩa là của Shimano và toàn bộ chiếc xe là nhập khẩu nguyên bản nguyên zin hết 100% các bác nhé. Đấy. Tông màu xanh đen, xe thì là xe bãi đã qua quá trình sử dụng nên là cái ngoại hình nó cũng không còn được mới như ban đầu nữa, thì những cái vết đề can này nó đã bị lứt rồi. Đây là cái công nghệ sơn của Gian thôi nhé. Bên trong này là được dán đề can này và được phủ một lớp sơn bóng ngoài. Đấy, thì nó bị lứt, vỡ lứt những cái đề can bên trong rồi. Đấy, chứ còn chất lượng khung sườn thì cũng còn cực kỳ là ngon, rất là tốt các bác nhé. Sử dụng công nghệ nhôm Alux độc quyền của Gian này. Và toàn bộ dây thì đã được chạy âm sườn. Bộ đề chuyển động toàn bộ được sử dụng là của Shimano Alivio các bác nhé, với 9 tầng nít và đây 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau, đùi đạp của Shimano. Toàn bộ nguyên zin hết các bác nhé, tất cả là nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, trên phần ghi đông thì nó được trang bị tay bấm xả Alivio và cụm phanh dầu, trang bị phanh dầu của Shimano các bác nhé. Đấy, một cái dòng Touring đánh 700C có giảm sóc. Vành nốt này thì cũng nguyên zin, nguyên zin nguyên bản này, đánh 700C đây, nốt nguyên zin của Gian luôn các bác nhé. Thì bản lốp của chiếc xe này là à, 700x38C các bác nhé. 700x38. Cái mặt lốp cũng tương đối lớn để cho các bác di chuyển trong phố này. Rất là tốt. Mày ước là nguyên zin hết của dàn này. Thì giá của xe mình đang bán là 8,3 triệu các bác nhé. 8,3 triệu cho một chiếc xe đạp Touring có giảm sóc, model XCR3500, cấu hình thì cũng rất là tốt. Đấy, và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52cm. Thì size xe là size S các bác nhé. Thì sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70. Đi là phù hợp. Alivio 9 tầng líp và 3 tầng đĩa đạp cho 27 cái độ khác nhau. Chuyển động thì cũng còn rất là mượt thôi nhé. Vâng, thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,3 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.